Em xin thật cảm ơn giọng hát của thầy Sơn. Và để tiếp tục chương trình vấn đề buổi trưa hôm nay, trường nhớ tiếng bao xa, với xưa mãi trong đêm buồn.
được ba lá hoa và sẽ trả lời giúp chúng tôi. Nếu những người nào trả lời đúng sẽ được thành thưởng là 500.000 đồng gửi cho các cháu để về các cháu mua dụng cụ học tập. Vâng, xin mời các cháu ạ. Nếu ai có thì ở lại, nếu ai không xin mời quay trở lại vị trí cũ. Các cháu hãy coi rằng ở lá thăm của mình từ có hay từ không. Từ không xin mời quay trở về. Vâng, và trả lại lá thăm nhé, trả lại lá thăm. Ai có xin ở lại, xin ai có xin ở lại. Ai là từ có thì xin ở lại, ai không xin quay trở về. Vâng, cảm ơn con rất nhiều. Và ba người, đây là ba lá thăm may mắn ngày hôm nay dành cho ba người. Và sẽ ba người sẽ hái ba lá hoa dân chủ. Và ba lá hoa này, ba người sẽ có nhiệm vụ là trả lời đúng, sai. Và nếu đúng thì ba cháu sẽ được nhận một phần quà 500.000 đồng. Và đây là những lá hoa dân chủ đang nằm trên đây. Nhờ con có thể vươn tay lên, hãy giúp dùm cho chú ba lá hoa dân chủ. Mời con. Lần thứ mấy? Đó là 7, 8, 9 và con có thể chọn một lần. Lần thứ 8, đúng không? Vâng, diễn tràng phố tay thay cho đáp án ngày hôm nay. Và con đứng lại. Vâng, tiếp tục. Xã Tiên Cảnh thuộc huyện nào sau đây? Đó là huyện Trà My, Tam Kỳ, Tiên Phước. Con chọn huyện nào? Tiên Phước. Lại một tràng pháo tay cho thầy cho đáp án ngày hôm nay. Và câu thứ ba, nhà thờ cụ Huỳnh ở thôn nào? Thôn 3, thôn 7, thôn 1. Người rất là nhiệt tình trong những chương trình của hội đó là anh Quang và anh Kiệt. Hai người sẽ cùng giúp chúng tôi trao giúp chúng tôi, chúng tôi còn thêm một lá nữa, mới có hai à, ba lá rồi, ba lá rồi. Xin cảm ơn anh. Và ba lá thăm may mắn đầu tiên đang nằm trong tay tôi. Người may mắn đầu tiên, người may mắn tuy là giá trị nó có thể rất là lớn, nhưng mà sự lấy lớn hơn đó là sự may mắn trong cả năm. Lá thăm may mắn đầu tiên đó là 1, 2, 5, 125. Đó là lá thăm may mắn đầu tiên sẽ đem lại cho một chiếc bà ngửi. Ai là lá thăm 125? 125. Lá thăm đầu tiên ngày hôm nay không có ai nhận, tôi nhận tốt. Vâng, có người đẹp, có người đẹp. Và có một người là vợ của một người cũng nằm trong ban liên lạc của chúng ta. Và đây là sự may mắn của ông. Lá thăm thứ hai đó là 155. Lá thăm may mắn thứ hai sẽ đem lại chiếc cầu mũi ngày hôm nay 125. 155. 155. Vâng, lại thêm một người đẹp nữa. Không sao, 122. 122. 122. Ai là người may mắn tiếp theo? Đó là một người đẹp đó. Và ba người may mắn ngày hôm nay. Ba người may mắn đầu tiên ngày hôm nay.
nhưng mà hiện tại đang phục vụ cho nhân dân Tiên Cảnh, đó là anh Hồ Vũ, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Cảnh. Hãy lên giúp giùm tôi, trao giúp giùm tôi 3 phần quà giải ba ngày hôm nay, đó là 3 chiếc bà mũi ngày hôm nay. Xin mời anh Hồ Vũ ạ. Một tràng pháo tay mừng cho ba người đôi bán đầu tiên ngày hôm nay. Giọng ca của những người đàn ông, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một người phụ nữ hát chúng ta một ca khúc, đó là chị Bạch Trúc sẽ gửi chúng ta một ca khúc ngày hôm nay. Một giọng nữ sẽ đem lại cho không khí vui tươi của người ta ngày hôm nay nhiều hơn. Xin mời chị Bạch Trúc ạ.
này đó là những học sinh lớp 10 và lớp 12. Xin mời những cháu học sinh lớp 10 và lớp 12 hãy bước lên sân khấu để cùng hãy ba lớp hội dân chủ và trả lời ba câu hỏi để nhận được những phần quà của ban tổ chức ngày hôm nay. 10 đến 12. Để cùng vui với chương trình ngày hôm nay. Xin mời các cháu ạ. 10 đến 12. Học lớp 10 và học lớp 12 hãy bước lên sân khấu. Vâng, và hôm nay có tổng cộng 6 cháu. Thì trong 6 lá tăm thì có 3 lá tăm có và 3 lá tăm không. Nếu như người có nhận lá tăm thì hãy ở lại để trả lời 3 câu hỏi dùng cho ban tổ chức. Xin mời các cháu. Vâng, những người bóng đá tâm may mắn có thì ở lại sân khấu, những người không có thì xin mời quay trở lại bàn tiệc. Vâng, và có ba người và mời ba cháu sẽ hai bà lá hoa nhân chủ ngày hôm nay. Để trao chiếc giùm tôi hai phần quà, ba phần quà cho ba cháu đã trả lời về lịch sử của chúng ta rất là chính xác ngày hôm nay. Xin mời anh và xin mời ta.
nghĩa nhất, nhưng mà chương trình của chúng ta vẫn còn dài, những người cô tiên cảnh chúng ta vẫn còn đang muốn vui chơi, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục và hãy chờ và lắng nghe một ca khúc. Vâng, có cháu đăng ký lên hát thì mọi người đây thích nghe Thiếu Nhi Đồng hát không? Đối với bài đó cô, ta đó là đồng lên đây rồi thì kể cả bản thân tôi cũng phải chấp nhận thôi. Tôi xin mời cha đứng lại. Mời con. Đâu, cái này cháu, xin lỗi đi. Xin lỗi. Xong, xin mời con nha. Thôi bày gì. Vâng, cháu nói là tôi hát. Nhưng mà tôi hát nhiều của mọi người không nghe. Cho nên là hôm nay tôi sẽ giới thiệu một người sẽ gửi chúng ta một ca khúc để sau đó chúng ta sẽ chương trình chúng ta sẽ được tiếp tục. Đó là xin mời anh Vinh, người đăng ký đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời anh Vinh có thể có vui chương trình văn nghệ ngày hôm nay ạ.